nhắc lại với các bạn như thế này, dĩ nhiên là đội chúng ta là đội thua cuộc rồi, hãy tưởng 200 triệu giờ đã tan biến rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ lấy được một giải thưởng khác, đó là sự trầm trồ của khán giả. Bây giờ bốn bạn sẽ cùng nhau hợp sức để chinh phục bé bự. Ít ra bọn mình có nhau, không sợ đâu. Đội trưởng, đây, xin mời các bạn hãy cùng nhau đến với 8 đáp án của bé bự ngày hôm nay xem như thế nào. Xin mời 8 đáp án. Tây Bắc. Nữa. Tây Bắc. Địa lý. Bắc Tây Bắc. Nam Tây Nam. Nam Đông Nam. Đông Đông Nam. Đông Đông Bắc. Đông Nam. Đông Tây. Các bạn ai học phong thủy chưa? Em không có rành mấy cái địa lý. Dạ, câu này đúng là phải cần nhiều người động não ấy. Đúng rồi. Đây là câu hỏi hình ảnh. Các bạn, 4 thành viên các bạn hãy quan sát bức ảnh trong vòng 30 giây. Sau đó câu hỏi lập tức hiện lên và thời gian bắt đầu. Hình ảnh 30 giây. Quan sát. Nhớ. Quan sát kỹ ạ. Đông Tây Nam Bắc, ok. Tây Nam, Tây Bắc. Tây, ok. Nhớ nha, mọi người nhớ một góc đi. Tây Bắc. Chị với Ray bên phải, em với Ami bên trái. Đó. Ok. Rồi, câu hỏi như sau. Nếu hướng bên tay phải là Bắc Đông Bắc thì sau lưng theo phương 90 độ là hướng gì? 2 phút bắt đầu thảo luận ạ. Đông Tây Nam Bắc rồi Bắc. Bắc Đông. Bắc Đông Bắc Đông. Bên tay phải là Bắc Đông Bắc. Mình nhớ coi. Bàn, bàn của mình nhớ bắc hướng đông gì? Bắc là Bắc Đông nè. Phía Bắc. Vậy thì nó phải nằm... Nam Đông Nam. Hả? Đây là Nam. Phía sau lưng là Nam. Đông Tây Nam, Nam. Bắc Đông đây. Nè. Tây Nam Bắc rồi. Theo hướng bên đây phải bắc là đông. Bắc Đông Bắc. Thời gian sắp hết rồi ạ. Cắt dây đã, thời gian sắp hết rồi. Thời gian sắp hết, cắt dây đi ạ. Bắc Đông một cái đi. Nam Tây Nam. Bắc Tây Bắc. Đông Nam là không phải rồi đó. Cái Bắc. Bắc, Bắc Tây Bắc, tắt cắt, cắt dây, hết thời gian ạ. Không sao. Tiếp tục. Tiếp thời gian tiếp tục. Tiếp đi anh em ơi. Đông Nam, loại hay đây, Đông Nam ra. Thì 90 độ phải là đông, đông nhanh nam, lên chắc là mình không còn phải. Một phút thôi, còn đến 7 đáp án. Tây đông đông nam là Tây Nam rồi là cái nam, gì vậy? Em đi anh. Ủa chắc rồi à? 90 độ sẽ là Nam Tây Nam. Hãy nhớ mình đếm đi, mình đưa tay mình đã đếm, hướng phải là đông bắc thì hướng bên đó là hướng gì? Thời gian bắt đầu. Đông Bắc, ngược lại là Nam. Chị nghĩ là Nam, Đông Nam. Em nghĩ là Tây Tây Bắc. Tây Tây Bắc chứ. Đông Đông Bắc, Đông Đông Bắc không phải. Sau lưng 90 độ. 90 độ là bên trái, bên này. 45. Thời gian 53 giây thôi ạ. Xin mời thời gian. Chưa. Nhanh lên, nhanh lên. Cắt đông đông em nam biết, đông bắc. Cắt tây tây bắc. Nhanh lên. 45 giây, thảo luận đi, thảo luận đi. Bắc đông bắc. Cắt đó. Không phải, không phải. Xin mời. Sà lát. Đông đông nam. Rồi. Oh my god. Thời gian tiếp tục. Tây tây bắc không phải. Đông đông đó. Bắc. Không, Tây Tây Bắc là không phải rồi đó. Số, nó có nói là dây gì vậy? Đây phải không? Được, hả? Tây Tây Bắc là vàng. Đây. Oh my god. Creepy. Oh. Tiếp tục, thời gian. Còn, okay. còn 2 thôi đúng không? Tây Bắc. À, còn 3 nữa. Đã Tây rồi thì đắt các Tây luôn. Đông Đông Bắc. Bắc Đông Bắc. Em... Ui quá. Tây Tây Nam Bắc. Được ạ. I have no idea. Có chị hay quá vậy. Đi sát vào nào đội trưởng. Đội trưởng ơi. Đi sát nào, đi sát nào.
Rồi, tự tin lên. Bắc Đông Bắc. Thời gian bắt đầu. Thưa thưa. Đông Đông em Nam. Em nghĩ Đông Đông Nam. Đúng rồi. Em nghĩ Đông Đông, Đông Nam là đáp án. Vậy là dây này không? Dây này đúng không? Định, Đông Nam là chị đúng. Định cắt 10, đấy. Đông Nam là đúng. 9, đúng không? 8, 7, 6, 5, 4. Cái này là Đông Đông 3, Nam đúng không? 2, cái này là Đông Đông Nam. 1. Yes, baby, I know. Sở trường là về lĩnh vực nào? Toán học. À, không ạ. Em là gì siêu? Em âm nhạc. Ngoài âm nhạc ra. Nhạc. À, chắc là hết rồi. Chị muốn thư biết chút. Dạ, miễn không phải là địa lý là ok. Nếu hướng bên tay phải là Bắc Đông Bắc thì sau lưng theo phương 90 độ là hướng gì? Đông Nam là không phải rồi đó. Ủa, cắt rồi à? Đông Đông em Nam. Em Đông Đông Nam. Đúng rồi. Cắt 10, đi đó. Đông Nam là đúng. 9, đúng không? 8, 7, 6, 5, chấm giờ đó. 4, cái này là Đông Đông 3, Nam đúng không? 2, đúng rồi, cái này là Đông Đông Nam. 1. Yeah, creepy, I know. Các bạn cảm giác khi mà giải mã bé bự như thế nào? Cả bốn người muốn làm việc. Thở phào nhẹ nhõm. Đi đây là không hề biết được về em cái không này. Biết gì đang xảy ra luôn. Còn anh siêu thì... Ơ, chị cắt à? Chị cắt rồi à? Quay ra là cắt. Cắt xong rồi siêu mới hỏi, ủa chị cắt rồi à? Hồi nãy đội trưởng ai là người đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho bạn nhất? À, Amy. Wow.